Salamit và thông trợ dứt, tên là tờ bà bánh sắp chăm văn này hôn tùm gà thả vã dụ này. Huyện Ninh Phước bớ tập rạp rụ thị ô ràng tăng có thả lầm bà tạ bà tăng bà lây bà la bì rau. Gà thả vã bì muôn bô clon gà rài, lên bì rạp mực in như hạ kế. Gà thả thuốc rừng y lê mô chăm, hà rây bà lau gà xá. Bà thông mít và thông lợ dứt. Hồ mục tiêu rán tánh thuần toàn bầu tập lốt lên mơ, bành ngọc bành phòng tì huyện Ninh Phước, hồ đạt chuẩn bà lai bà la bì rầu vứt lòn, hướng tánh bà tạ bà tầng phòng bà lai bà la kiểu mẫu. Huyện Ninh Phước tọ xuân tập rạ yêu ca dung thúm ô rang vũ chín tầm mơ, bà tầng thúm chân làn bà lai, ngã ra lô bụ xa lấy bôn bà la, ngã vỡ bà tầng thúm lên bệ chuyên canh bôn bà la, tôi tập bình thép ta đang rong. Thông ngã tên nớm gia tôi ứng dụng công nghệ cao. Ta dâm vừa của chín băng gôi, ô rang thông ngã lớp tủm tiêu chế huyện bà lai bà la bì rào vứt lòn. Pia ra kế ca mỹ và bà chừng bó ca dâu nào bà lai ca lây, ông Lê Thành Lộc bà cầm thông chú. Mơ gà vôm ca rây, bà bà lai Vạn Phước, phùng Phước Thuận huyện Ninh Phước, sang chào ngõ thà ri băng rư tú. Mẹ tần nữ viên ngã trở là nào mai. Ngọ tần nữ ni tà lậu ở tế bà la bà tài. Mình mẫn hà rai hưu trở là bì sầu ni mỹ và sang xà lý bà la mừng tần. Tôi là ở đầu đường. Thì tôi thấy cái chương trình này nó là thiết thực mà nó là rất hay. Để đem lại cho bà con như vậy là... Tà lạ thọ có trở là tố tà lạ bớt tập giá hai tầy năn chú. Mỹ và trà với Mỹ và trừng ân ngã giáo năn ta lạ sang hô Mỹ và trừng bài thông cậu lo chạy chào ta nớ ngã chạy làn mấn năn mai hô ngã giáo năn chạy làn ngã lo u răng hay lấy trừng mong bố ôn bùi ta lầu a tế Mỹ và tỏ bát ni pa la pa tài minh u rạ ni Mỹ và sa lít ta pa pa la minh tàn a pí ngã rạ rạ kế giáo năn Mỹ và lấy trừng mong bố ôn bùi. Địa phương đã tăng cường phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân trong việc tham gia xây dựng ở địa phương. Đặc biệt là phòng con tà lạ chừng mỡ bụ ngã Papini, tà làm nắn hu bụ ngã Mỹ và tà làm bụ vớ lòng tùm tiêu chí tà làm phòng nông thôn bị sầu lòng vớ. Tà làm tùm thun tà pa, phòng chừng ngã sam bụ bà to tà cai biết ca Mỹ và chào tân nữ ngã trà làn nao mai, bớ brâm tà bùn thệ bạ tà làm phòng. Mấn năn nhu chừng ngã xa lý bọ mưu ta bạ ta làm phùm, nào tánh rụ ngã phùm nông thôn bì sầu kiểu máu vớ. Ô tỏ ngã băng, tùy ta nữ xít, giấu tùm thun ta lào ả tế. Bớ tập dạ ngã ta rạp, ba lai ba la bì sầu, phùm phước hậu sang hưu ra phà ta nữ chế tha rì tú, năm lúc hết ta ba la bó mưu tần. Tôi tập bùn thế và chăng lưới. Ăn ca chiền bú tập dạ ngã, tha xào nắn hù lúc ba cốt đồng. Mớn bú và chăng lưới giáo năn, bó mưu tần sang ố cỏ rõ kỹ. Mưu núi ba la bó mưu tần, chừng ố tọ sự chủ giáo thà lậu ả tế, giáo năn bó mưu tần sang ngắp tập dạ hù mưu núi sơ lầy. Táo phải đưa ra thị trường là phải có dân bùng là đưa ra thị trường mới được. Mới ăn, ta nó có mới có giá trị. Bốn mươi tần trầy bà nao tập giá bắp lầy ca lây, sang hưu bà chăng giấu nan nhu trần hưu sam. Bốn mươi tần sang nhu ple hù rạ ký bà liền nghiêu, ca doa giấu nan đó ta rạ mưu lầy bốn mươi tần chí. Mưu tần sang mưu giá ô hù bà chăng lưới, nhu kỳ lại ô hù ta rạ bắp lầy ca lây. Xã là chuyển đổi là rất lưu mô hình từ tài tao tần thì hiện nay ở Phước Hậu là đối với phần tần tao là phải đôn lại thu phần qua nông dân rất sự nhận thức rất lớn tự mình nâng cái hiệu quả sản xuất thì đạt đâu họ chuyển qua tao phi làm tao anh phải đôn lại sau khi trừ chi phí phi là thật sao là trên 10 triệu thì mới ưng đảm bảo các tiêu chí đi là buộc là phải đòi hỏi là phải áp dụng khoa học kỹ thuật và là tao là phải bao lưới chín bao lưới là mục đích tức là như bảo vệ được
Nhưng bảo vệ hưu là vấn đề chỗ ruồi chích, rồi vấn đề là vi khuẩn này kinh hình, nhưng mà xâm nhập hưu nâng cao đảm bảo cái năng suất và cái hiệu quả kinh tế của bà Phước Hậu lên rất ổn định hiện nay. Mong yếc bố và chẳng khi ta nữ rực gia phà bình nì, nhu nắn tha tiêu chi bia, xam ta làm bố ta rạp bà lây bà la bì sầu lòng vớt. Phong Phước Hậu sang bài tặng tập bia ca mít va, bố truyền tập bia ngọ tha đứa tốt có đồng, bế bà tặng tập cụ, ba lúc lâu camera an ninh. Thông qua hệ thống camera an ninh này thì nó góp phần làm rõ nhiều cái vụ trộm cắp cướp giật tại địa bàn, cũng như làm rõ các cái vụ tapa cả camera an ninh dấu ni nhu tài tầm ca con tài lạ ngã khu salo bru dấu chảy mong biết mong biết một núi lẽ tắc quá ngã khu salo bru kinh núi cậu ngõ chả là nao mai tapa nắn nhu chừng khí hu cả an ninh trật tự sam bắt ta làm phùm chừng dấu nhu nắn khí cái chấp ngã sam bru tiêu chi cả an ninh trật tự bắt phùm. Mai tán hà rai ni, huyện Ninh Phước sang ngã bló, tòa bút tật chú, ngọ tàu bút tà lệ băng cát thà, thông hù ba ngọ thà lệ băng tiêu chí huyện nông thôn bì sầu lòng vớt. Cà rai tà làm thun tòa lệ bầu tòa bút ba, huyện Ninh Phước ran ngã bló, hù clau phùm, nắn phước thai, phước hậu, phước sơn, mức hù nông thôn bì sầu lòng vớt. Tà rạp tất kỳ áp bí, clau ba lây, nắn mức hù ba lây nông thôn bì sầu các kiểu mẫu. Thông thao phẩm hù mứng ba lúc ngọ thà rì tú ăn ca và lây sang mức hù phẩm nông thôn phía sau. Làm trụ xây dựng nông thôn mới là đóng góp của dân là rất là quan trọng. Dân đóng góp từ thu tiêu chi tiết tính tiêu tiết dông như là tham gia hiến nớ, hiến gia, hiến triền, hiến tài, hiến công, hiến sức, tham gia ngạn sạch sẽ, lên cành. Ngã ta tại em lên cành nên là đóng góp của dân là rất quan trọng. Biết thứ nhất là biết nâng cao thu tiêu chi, thứ hai là ngã thu tiêu chi đạt, thứ ba vừa là đóng góp của dân là sẽ rất quan trọng. Biết ngã cái cuộc sống của vị ba, ngã thu nhập của vị ba tăng vợ thông qua cái vụ đóng góp của vị ba làm xây dựng nông thôn mới. Thông bụ rán ngã ta làm bụ ta rạp ba lây ba la bì sầu, tán lự thôn tòa lịp bầu tòa lúc lâu, băng ngôi sang hà ra tập giã thao rang bác huyện Phước, mức hù chú bụ tòa phết tà lịp băng, có đầm thao rang ta làm tha thôn. Tập giã tùm bụ mong yếc các tiêu chí ta rạp ba lây ba la bì sầu lòn vỡ, huyện Ninh Phước sang tòa bắt tông lòn bụ ngã, biết bác cầm mấn bụ ngã băng bác cầm thông tà nạ tạ, tha phẩm sang hù tha ca gia. Bó cây dâu, thông ngã vỡ, rụ xa lý băng ngôi các bản liệu hoa, ran tánh thun tòa liệu bầu tòa bố lâm mơ, Ninh Phước sang ngã bó, tùm tiêu chí các huyện nông thôn bì sầu lòng vỡ, ta làm nắn, ta ban ngọ ta ban phùm, mức hù chuẩn nông thôn bì sầu lòng vỡ, thông hù tha tánh tòa phùm, mức hù ba lây nắn nông thôn bì sầu các kiểu mẫu. Bà thông mỹ và thông lợi dứt di tích quốc gia bị muộn bô lòng gà rài sang thạch tà lầm thủm lên bị nhu hạ kế thì tôi ngủ chị ta. Nế sang thà bị muộn chăm hô dâm lòng y mô vác chí xăm khớ tổ xăm áp bế thì thủm tên nọ bị muộn chăm vác Việt Nam ổ rã này. Tốt mai ra văn bị muộn bô lòng gà rài tôi ngủ yếc thủm tên nọ mắng can. Nắn tổ hộ yếu ứng thủm tình đạt tạ tố tâm gia, ca do thủm ngã nhân tổ thủm bà lai châm thì huyện Ninh Phước mở in. Rượu này hồ ngã ca tôi ngồi hôn thủm hà rây, bùi về tốt mai tánh Ninh Thuận. Ngọ linh nghi bậy á thu lực cù, mình giao rầy, ăn ca tôi. Mai ra văn thông mực in, bác bì mồn bốc lòng kỳ dài, chừng rỡ ra lô. Đọ ngọt, tạc cài bì mồn, sắp kỳ năng và ra nâng, thông tùm ra cầm tâm mia, ca dua tùm u rang,
mai mấn tuồng bá lây chăm huyện Ninh Phước bớt tập gạ to tầm nhà nhu ngã ca bạc ni mong bố sơ sai bùi bề. Tháp Chăm là cái nơi mà mình cũng đã muốn đến từ lâu rồi. Mình muốn tham quan để hiểu thêm về văn hóa của người Chăm. Vì muôn Chăm, nắn tha cho bó trại ân mai, lý vị bạch trừ. Trại ân thao vớ bằng Elimo Parang Chăm, trừng dấu thao vớ gác Sakarai Urang Pạc Ni. Ngọt tánh nước này, nhu chế vớ ra lô cách thà, đồn tánh dấu tật thi bằng Elimo Pạc Ni. Tụ trầy với mai Pạc Ni, trừng hô mong tùm Urang có tâm mia. Sang thao vớ, ra lô cách thả đôm tánh bẩn Elimo, ở nước môn núi Parang Chăm, trừng dấu tánh nước Ninh Thuận. Cái trang phục ấy, trang phục thì cũng rất là đẹp, các bạn múa rất là hay. Đấy thì hôm nay là được đến đây. Khăn ao Parang chú Pạc Ni biệt khớ, tùm ở dút tâm mia trừng bố khớ. Trầy sang mai Pạc Ni, mong bố biệt sớ hạt tai. Nhu chế vớt ra lô cách thà, thà băng, mai ra văn thông in, Pạc Ninh Thuận. Vì muôn bốc long kỳ dài sang hút bất tặng tắc cụ, ta làm lối ô thô man lúc lâu, có ô thô man lúc ba. Ni nắn tuồng bó vì muôn hôn mưu nương trá, bị hạ khớ, nhu tọ, bị hạ xam, ô rạ ni. Vì muôn bốc long kỳ dài nhu đi lê mư, tuồng tàn nọ, khu sa lô muôn núi ân mai sao văn tốt mai Pạc Ninh Thuận. Cà rông khu sa lô tôi ta làm trần dấu Pạc Linh Nghiêu mai ta làm hai rây tách. Cà do dấu nành cà vô mong yếc tuồng bình mồn cà lanh bớ tập giá rụ đó tam mia phạp bình đi u rang chăm nhu biết ngã ra kế vớ thông cà rông khu sa lô tôi Pạc tá mai sao văn thông bùi mượn anh. Đồng lưu đồng đây là nấy dân tự tập hoặc là hô hô capiu là người biên đạo múa tập cả nấy dân còn hay là nấy dân vẫn tự tập rất nấy dân rất là tự hào khi cụ mai và mùa nha ca chăm xì giới thiệu quán ba ca du khách ngoài nước và trong nước thâu dạo thuần bạn ngọ bị mùa bốc lóc dài mới ra tập giá tùm rũ bùi bức in cá akama vô đồm tánh phạp bình ni bà răng chăm mai bạc bình mồm bốc long kỳ dài ta làm tùm hai rây tách trong dấu tách cọ thun tách ngã giang lý câu tràn ta làm nắn khu tách băng ca tê tôi sang khu li mư ta làm mong yếc vẽ sớt sai tùm tách mới ra tập vẽ ngọ bình mồm này. Bảo tàng với chương trình gia phục vụ tôi mai in vô ví dụ tôi của anh đi thì kệ mồn thì hôn núi thuyết minh quảng bá hình ảnh mồn ca tôi chương trình biểu diễn phục vụ khách du lịch quảng bá hình ảnh văn hóa Chăm nói tên ca tôi mai văn phạm mồn Chăm chày. Tôi bạn ta mãi bạn này sang mong bố vì mùa ni trừng tọ biếc lim mò có một tì mãi bạn Ninh Thuận thông hu mai ra văn vì mùa cuộc lòng kỳ dài ai Nguyễn Hồng Thuy trừng mong bố biếc sơ sai. Lễ này nè em cũng có dịp lên đây tham quan ghé thì em cảm thấy rất là vui mà đặc biệt là cái bộ trang phục em rất là thích. Ta làm hai rây tắt đi, trầy trừng mai Pạc Ni, biết ra văn mực in. Trầy mong bố, nắn bia bùi. Ta làm nắn hưu chú khăn ao, mong bố bia sơ. Khăn ao Parang Ni, nhu trừng ngắt ca trầy. Có mưu ti, sang mong bố bởi yết, minh hai tầy tốt chú mư, nhu kỳ lại mát. Ô rạ ni, ra lô tu du lịch Pạc Ninh Thuận, sang Pạc Cầm, thông tùm tình nọ. Du lịch nào thoát thâu bệnh Elimo ta làm nắn hu nào sao văn bắt vì mùa cô con thì dài tó tâm nha tuồng cách thả Parang Chăm nhu nắn thakaya du lịch ca rung thông ngã ca u rang ưng thoát thâu
bận Ilumpopa rang chăm ca tôi bắt tần lầm thông bắt tình hiệu gia mai tập ba nắn nhu chừng tầy tòng tuồng kết thả khớt sam dù đồn tánh du lịch ninh thuận mai thông rút bắt chị thông tổ bắt tá mai. Và thông bị và thông lợ dứt cả rạo thun ô rang chăm nên thuận hô ra tợ tập rỡ hà rai plau cà xá bạ tùm bạ bằng tạ thi. Tập bạ hà rai plau cà xá ô rang chăm ô hô trong mong bình giả và khẳng tầng tràn thông lý hình xăm tật rơ mến hô trong lá tùm cà thà xà vở mai tùm cà thà xăm khớ tà lầm ra tiệu. Cà thà tuốc rương y lê mô chăm hà rai này khôn thà lạ hô khan tánh bị và thông lợ dứt tùm cà thà xăm khớ thì hà rai plau cà xá. Tất bà lao sát thu nì, hù phạp bì nì bà răng châm Ninh Thuận ra tạ tập bia ngọt tạ thi phùm Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Tất bà lao bà sát, sang mưa răng tập bia mứng tất bớ bà bằng tạ thi. Thông u răng châm, tất bớ bà bằng tạ thi, nhu lầy thâu, rai tiểu băng ngui. Mỹ và trần tỏ bắt cầm thông bệnh Elimo tạ thi, nhu hù bà chăng khí, tạ lầm có u răng châm. Can chăm tỏ phát thi nào lại nó họ nào tông can nào play kli nào cạ nào kè thông nâng cần ủ ràng tận nhiên đi chăm phụ thọ ô năn minh chăm giao âm lai phần gia ni thọ khí vỡ cung cư thật bắt ngạ gia ngạ vàng đâm tân thi tân po gia tân po ni po thế ngạ tân thi ngạ tân và làm ngư biết câu tràn câu nghìn. Nhân anh dơ làm y lâm mô chăm anh, ngạ khí ngạ chẳng đâm tăng thị lô thị phí. Ngạ giang hay giang năn, ngạ mlao bạch xa hay ngạ chàn cằn, ngạ plo rang chẳng phà mư krong mư thị phí. Thị krong mong ngạ dâu, bạ nắn là yêu lại, là yêu lại chô nắn là nơ nắn, nơ nắn là nước chăm can. Ngõ chà là nào ngõ lâu lúc km. Mưa gửi vôm ai thạch Mỹ Linh, thọ bác phẩm Phước Hậu, huyện Ninh Phước và Han Mưa Nương. Cây gia mai biết ngã giang, ta làm ha rây tạch bà lao bà xa. Hiện nay là giang hông gia đình mai hô và trại cây của hông thay rong nộp hông thay. Dạ phải mai biết cao ca tha thun hô ngạ băng hô ca sức khỏe cái gia đình ca lù của hông ca hô tràn ca mỹ ba ngạ băng kỵ ca ngạ băng ca sam ca thả khớ ta làm tất ba lao ba sa nhu nắn sang hô quà cá a cà mà a hình thông a quân ba rang chăm tất bà lao bạch xá như chừng tha cách thạc khớ ta làm tất bách chừng dấu hù mỹ và chăm bác Ninh Thuận bà chăng khí mừng lì vi thun mai thông mong yết bà chăng khí ra tạ tập biệt tánh hà rà ni. Mày ni ho y là hai mươi và cả trôi mày cái ngại giang bằng cần lành cần như ni y này tổ nước to tổ râm mày ngại giang cầu bằng cầu ngôi cầu phía cầu bằng cả nước to phía sảy phía chân chắc thằng cay ngã đây chừng nên ngã đây mò nó nào
chấp những cái thong cành nó vỡ và khơ nó vỡ cả nó trăm rầy thật bất tịch lại rồi lần sau nước trăm thật thun thật băng thật thun mai thật băng cô có tao phiền con mẹ ăn thì cô dạ đèn ăn mẹ chúa hôm khai hôm nốc ăn nốc khai hôm can ăn can và bia ấy bà bó hoa quả trái cây mẹ ăn để bô tóm bại bô con nó gật cho ngập băng ngập ngui nó học nó hàn con của bô chậm gần khăn cay chậm vô bô chừng con lai càng càng thun lai chẳng hôm mai ăn thun có thun lên xào được thì bô khay nó mẹ nó khay can mẹ can mẹ ăn ngập chậm gần khăn cay con nó học nó hàn ngã ông tây cao băng cao ngui con nó gật cho con lai càng càng phía xài phía chan ngã giang lao phải xa lấy bệnh da tham lây tỏ khí vỡ tật bắt trăm mừng can trẻ vỡ mừng can mai lôm lây đậu tha trời lấy bệnh dao lấy bắp lá lấm rau lấy bằng lấy căn vỡ chẳng mai bạn đi ngã giang lao phải xa năn dặn đi tùm lây năn hữu thọ ngã vỡ ô tỏ vợ mày phần gia tỏ khí vợ tật bắt cùng lưỡi một can chạy vợ năn giờ thun hay cọ thun hay mày phần gia chẳng ngạ giang ngạ giang ngạ ca po nừng khàn hu ngạ giang ca po bình thôn hu ngạ giang ca po phía xôi hu lô giang làm năn hu ngạ mọc và xa pi câu thì po lầy sam cư hu tràn hu nghinh pi ngạ mu ngạ nức cảm tạ ca chăm thọ cần băng tu đăng khả ni tapa tat palau pasa menu chăm okare ke li cau tuom ka tha khơ sam hu chan ra ke ka mi va ngã băng lo mi va to li cau tuom ka tha sa nao tapya palai ning kan ro tuom ka tha khơ sam ta lam rai tiu giao ở đây cái rì cắn răng chung tăng này vợ nùm gạo vợ cả nơi chăm của mai biết lại khi cả nơi chăm nên là nơi vò hậu thế nhờ cho bạn mong bạn ngọ biết lại bạn lấy ngọ giang trong vậy tham căn trạch thì không có thun và lại hậu thế anh những môn mai văn đây đại diện ra là cả nhà nước gia này hỗ trợ giúp quân tiếp ở đây cả là tập lấy là nhờ hai bởi vì khó bằng đâu tập lấy ô trình hết là trong hơn tí tham quan được thì là mỗi bên đây ngã mỗi là trình đi là thay là tập lấy là phải xa đâm tâm làm sa răng đâm tâm và ho đâm tâm làm sa những đâm tâm và bà làm ngư và bà làm ngư và bà năn là bà rong mưu làm thị năn dơ là ngã khí ngã răng đâm tâm thị ngã làm sa là ngã tâm thị ngã làm sa đâm tâm tràn tâm nghìn ngã làm sa đâm tâm rong gia rong đối mưu thị vì gặp bà thị gặp cả tràn nghìn mai năn giờ hệ đâm tan làm xa và đâm tan câu tràn câu nghìn thông tuồng ca thả khớ ta làm bằng im lưu mô khớ sam ta làm tách và lao và xa thông tách có thun pha pini pa rang chăm pa pa lai bình gia bộ văn hóa thể thao thăm du lịch sang a lên nhu nắn cá bằng ilimo thông cá akama ta làm nắn đặt palapasa dù đấy limo di sản phân biệt thể bằng xa ni nắn tha ra kế biệt rong biết pa pini parang chăm sang thau pa chăng khí thông mi rang tập giá bằng ilimo biết ca tôi ta làm gia thông pa gia liên nhiều thâu tành và thông mỹ và thông lợi dứt tận là tạo bảo vấn sắp trăm văn này lịch cao bật tứ salami và thông cồn cổ vớt tận là tạo đây.